Sở hữu quyền lực tối cao của một vị chúa trời trong tựa game God Simulator. Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra một ngày nào đó mình nắm trong tay sức mạnh vô hạn của một thượng đế sẽ ra sao không? Tạo ra nền văn minh tiến bộ với thiên nhiên hài hòa tuyệt đối, hay tạo ra những thử thách cho các cư dân của mình bằng cách gieo rắc các thiên tai, các cuộc chiến tranh triền miên? Nếu anh em có cùng suy nghĩ đó với tôi thì tựa game Warbox God Simulator sẽ cho bạn sử dụng quyền năng vô hạn của một đấng chúa trời thực thụ để hình thành được thế giới của riêng mình. Bạn sẽ bắt đầu từ những việc như tạo ranh giới phân chia giữa biển và đất liền, phân loại các địa hình đồng bằng hoặc đồi núi, sau đó phân bổ các loài động thực vật, tài nguyên và con người. God Simulator mang đến một thế giới giả tưởng bao gồm 4 chủng tộc sở hữu trí khôn là tiên tộc, người lùn, con người và orc, xây dựng, phát triển hay hủy hoại các nền văn minh, và sự sống sẽ phụ thuộc vào ý thích của bạn. Tuy nhiên, bạn không chỉ đơn giản là muốn làm gì thì làm đâu. Khi những chủng tộc có trí khôn tiến hóa, chúng sẽ có lòng tham, sự tàn bạo, đi xâm chiếm các quốc gia khác. Bạn sẽ không thể dự đoán được chúng sẽ làm gì tiếp theo, hay đang chế tạo bom nguyên tử để nổ tung cả thế giới bạn tạo ra cũng nên. Nghe cứ như chính thế giới thực của chúng ta vậy anh em ạ. Game hiện có trên Android hoặc iOS, anh em thử trải nghiệm xem thực hư ra sao nhé.